Vốn đã tồn tại nhiều rạn nứt, mối quan hệ giữa hai cường quốc Nga và Mỹ nay lại càng căng thẳng sau hàng loạt diễn biến tại Syria vừa qua. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 4, giới chức Mỹ đã tuyên bố căng thẳng này sẽ không vượt khỏi tầm quyền kiểm soát. Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết quân đội cùng các kênh ngoại giao khác của hai nước vẫn duy trì liên lạc với nhau. Các bên sẽ hành động phù hợp và không để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát bởi nhiệm vụ ưu tiên trên hết tại Syria là đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Dư luận trước đó đã dấy lên lo ngại về sự đi xuống của mối quan hệ hai nước sau vụ tấn công hóa học vào dân thường Syria ngày 4 tháng 4 hay việc Mỹ phóng tên lửa vào nước Trung Đông này ngày 7 tháng 4.